Được mệnh danh là thiên đường giữa biển khơi, thế nhưng từ nhiều năm nay thì công tác xử lý môi trường chưa được chú trọng đã khiến huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi trở thành một bãi rác ngay giữa vùng biển. Nhiều khu vực dân cư, đường giao thông, bờ biển đang tràn ngập rác thải, thậm chí cửa biển cũng trở thành nơi đổ rác vô tội vạ của người dân nơi đây. Theo những hình ảnh ghi lại, người dân đang trực tiếp đổ rác thải sinh hoạt xuống biển. Được biết lâu nay cư dân huyện đảo này đã quen với việc đổ rác ra biển. Hiện tại mỗi ngày bình thường lượng rác thải ra là 10 tấn, chưa kể các dịp lễ Tết, mùa cao điểm du lịch, các dòng hải lưu và nhất là vào mùa bão đã cuốn rác đi sang địa phận khác. Bên cạnh đó, nhu cầu đi chơi xa vào các dịp lễ Tết, nhu cầu săn lùng những nơi độc lạ rẻ đẹp đã khiến nhiều người tìm đến những khu vực biệt lập như Lý Sơn. Lượng khách du lịch tăng đột biến, chai lọ nước uống, vỏ bánh kẹo, bao ni lông được thả xuống biển vì nhiều khu vực không được trang bị thùng rác. Được biết với lượng rác thải khổng lồ như hiện nay, chỉ có một đơn vị doanh nghiệp tư nhân đảm nhận việc xử lý thu gom rác thải và mới xây dựng được một cơ sở xử lý rác ở bờ phía đông huyện đảo. Việc thu hoạch khu tập kết rác trung chuyển vận chuyển chưa được quan tâm đầu tư triển khai đồng bộ, nên việc thu gom rác thải vẫn chậm trễ, không triệt để. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người dân mang rác đổ trực tiếp ra bờ biển.